Xin chào chương trình Khẩu vị ngôi sao. Hôm nay Thủy rất là vui để được chia sẻ cùng tất cả mọi người khẩu vị của Thủy và một căn nhà nhỏ của Thủy, nơi mà Thủy luôn luôn enjoy và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Vô đây nào. Tủ lạnh của một người mẫu, của một hoa hậu sẽ như thế nào? Thủy sẽ chia sẻ ngay bây giờ đây. Tin 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 tin. Đầu tiên thì Thủy sẽ mở ngăn đông đá ra trước nha. Thủy thường thường á, rất là hay mua những thực phẩm giống như là thịt gà, thịt bò hoặc là cá để sẵn trong tủ lạnh. Có khi nào mà mình có thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ làm chế biến những món ăn. Khi mà Thủy đi tập gym á, thì bắt buộc phải ăn nhiều thức ăn có nhiều protein, cho nên là Thủy hay ăn thịt gà. Và nhiều khi ăn không nổi thì mình cũng hay xay sinh tố để uống. Đôi khi nó cũng hơi kỳ lạ chút xíu nhưng mà bắt buộc phải vậy thôi. Bây giờ mình xuống ăn mát nhé. Wow, các bạn thấy không? Rất là nhiều trái cây. Đây là cũng lý do mà tại sao Thủy đặt tủ lạnh trên phòng của mình, bởi vì Thủy luôn luôn ăn rất là nhiều và ăn mọi lúc mọi nơi, cho nên là tủ lạnh kế bên cái giường, khi nào mà mình vừa mới ngủ dậy mình có hơi mở tủ lạnh ra mình ăn liền. Ăn nho nè, cà chua rất là đẹp cho da mặt, và chà là, ổi, xoài, mãng cầu, quýt nhỏ, vú sữa. Đây có sữa đặc nữa, rất thích uống sữa đặc. Thay vào những buổi ăn ngọt giống như là bơ dầm sữa hay là nước ngọt hay là ăn chocolate thì Thủy tập rất là điên cuồng. Song song đó thì Thủy cũng rất là hay dùng những mặt nạ ở đây. Đây là những mặt nạ rất là nhỏ. Ở trong ngăn mát này mình có thể trùng tu làn da của mình sau những ngày mà mình làm việc mệt mỏi. Trứng gà để bổ sung protein đây. À, đặc biệt Thủy có uống nước có cái chất ion này rất là tốt cho sức khỏe, bởi vì tinh khiết hoàn toàn 100% và có những cái chất mà làm cho da mặt mình đẹp hơn rất là nhiều. Ở dưới đây xin giới thiệu các bạn tổng thể các loại rau: cải bẹ xanh, rau cải thảo, rau muống, rau mồng tơi, có ớt nữa, có nguyên bịch ớt mẹ để dành cho Thủy. Người ta nói ăn cay là ghen lắm nhưng mà không phải đâu, tại vì đâu có bộ đâu mà ghen. Và ở trên đây thì có những cái thức ăn khô giống như là lương thực của mình để mà mình không mà có bị mập. Ví dụ như là hạt đều, hạt đậu nành. Đặc biệt các bạn ăn hạt đậu nành thì sẽ rất tốt cho sức khỏe của mình. Không mập mà nó còn bổ sung những dưỡng chất để cho da mặt mình đẹp hơn. Thủy thích ăn bún bò Huế cực kỳ luôn. Và Thủy sẽ có thể ăn bún bò Huế cho tới khi mà mẹ Thủy không còn mua cho Thủy được nữa. Có thể ăn một ngày ba bữa 7 ngày luôn. Anh ấy đã 1m8 rồi, anh nấu món gì cũng ngon. Món gì cũng thích cả. Ví dụ như là bún bò Huế thì chắc cũng khó với ảnh quá. Thôi trứng chiên cũng được, trứng chiên cơm trắng thì ok hơn. Thủy không thể nào mà thiếu trái cây. Mặc dù là biết tới chỗ diễn sẽ có bán trái cây nhưng mà Thủy rất là lười, cho nên là Thủy sẽ để sẵn trái cây trong vali của mình. Ví dụ như là nho, dâu chẳng hạn.